Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng nay đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn đã đến thăm tặng quà các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình các thanh niên Vũ Văn Diện ở xã Xuân Chính, Đậu Ngọc Thành ở xã Hồi Ninh và Vũ Văn Dương ở xã Ân Hòa. Đây là những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm. Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, các thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Đinh Việt Dũng đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, đồng thời động viên họ cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.